Đây các bạn, mình đã xào chín rồi nè các bạn. Cái thịt bò nó vừa chín nó rất ngon các bạn, còn cái nước các bạn thấy không, nó sệt sệt vậy nè các bạn, nó sẽ rất là ngon các bạn. Là thấy cái nước nó sệt, còn cải thì mình đã chần qua rồi các bạn, nó rất xanh rất ngon. Còn phở thì mình đã có thêm nước tương vô, nó rất là bùi rất ngon các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra dĩa các bạn. Đây các bạn, các bạn thấy cái dĩa phở xào thịt bò khá là ngon các bạn. Hôm nay mình tiếp tục nấu ăn nữa các bạn ơi. Mình có mua là một miếng thịt bò với phở các bạn. Cái này là mình mua ở bên quán phở các bạn. Thịt bò người ta sắc sẵn cho mình luôn các bạn, với phở này người ta sẽ trụng sẵn cho mình luôn các bạn. Mình về nhà mình khỏi trụng. Còn các bạn mà mua phở khô về mình trụng thì 5-6 phút các bạn. Còn nên mình qua bán phở mình nhà người ta trụng luôn. Với mình có mua miếng cải thìa các bạn, với mớ gốc hành, cộng thêm cái củ cây đỏ, với cái củ hành tây các bạn. Bữa nay là mình sẽ làm món là phở và xào thì với thịt bò nha các bạn. Bữa nay mình làm món lạ các bạn, là phở xào bò các bạn. Cái thịt bò với phở thì mình đã làm rồi nên mình bỏ qua cái công đoạn đó nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm cái chắc cái củ hành với củ cây đỏ, với mình đi chặn trụng cái kia bằng chặn các bạn. Cải này các bạn. Bây giờ mình đi sắc củ cây đỏ các bạn. Củ này mình sắc cọng nha các bạn. Sắc cọng nhỏ nhỏ các bạn. Mình sắc sợi nữa các bạn. Hành thì mình sắc lấy gốc thôi các bạn. Mình sắc khúc rồi. Đó, sắc tới đây thôi. Còn cái đọt này để mai mốt mình xài chuyện khác bạn. Tím thì mình chỉ sắc mỏng vậy bạn. Rồi cái mình xào lên là nó sẽ bong ra các bạn. Rồi đây hành. Rồi mình cũng sắc xong các bạn. Giờ mình đi qua mình đi trụng mấy cái cọng cải này các bạn. Còn đây có mớ hành tím nãy mình sắc trước rồi các bạn. Sẽ bắt nó sôi lên mình trụng cái củ cải đỏ với cải này các bạn. Mình sẽ trụng, mình thả củ cải đỏ vô trước bạn. Củ cải đỏ thì nó lâu chín. Rồi mình ngâm nó cỡ 1 phút 2 phút rồi mình thả cải vô mình trụng bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cải vô các bạn. Mình để nó cỡ 1 phút 2 phút là được rồi các bạn, mình không có trụng lâu quá nó gục nha các bạn. Mình chỉ sơ qua sơ lại cái gì là được rồi các bạn. Rồi cái phần cải mình cũng đã trụng xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ qua mình đi ướp thịt bò các bạn ơi. Giờ mình ướp thịt bò các bạn ơi. Mình sẽ bỏ vào là một muỗng cà phê hạt tiêm thôi nha các bạn. Cái này ít bạn ơi. Với mình sẽ bỏ vô là một muỗng cà phê dầu ăn. Rồi mình bỏ vô miếng hành tím nữa các bạn. Nãy mình xớt hết mớ rồi, mình xào có một dĩa đủ mình ăn nên mình chỉ ướp bao nhiêu đó là nó đủ rồi các bạn. Rồi bây giờ mình trộn cho nó đều lên, mình để cho nó thấm gia vị rồi mình làm bạn. Phở này cũng bỏ lại ít các bạn. Mình ơi mình ăn mình xào vừa đủ thôi. Còn mớ để tối mình ăn xào tiếp bạn. Giờ mình sẽ đi ướp các bạn. Ở đây là nước tương, mình sẽ cho vào là một muỗng canh nước tương các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên cho nó đều các bạn. Trộn lên cho nó đều, nó hồi mình xào nó sẽ rất ngon các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xào nha các bạn. Giờ mình bắt chảo dầu lên bạn. Mình sẽ đổ cái hành tím này vô mình phi các bạn. Rồi mình sẽ đổ cái hành gốc hành với cái hành tây này vô các bạn. Do thịt bò các bạn, nó dễ chín nên mình sẽ xào cái này trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái thịt bò này vô các bạn. Xào cho săn lại rồi mình sẽ nêm gia vị nữa các bạn. Này nãy nó cũng có gia vị mình nêm trước rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ bỏ vô là một muỗng cà phê hạt nêm với một chút xíu siêu nước tương các bạn.
Rồi, chút xíu chiêu tiêu nữa là được các bạn ơi. Và mình sẽ đổ cải vô luôn các bạn. Món này mình xào cũng khá là nhanh các bạn, làm món ăn sáng cũng rất là tiện lợi các bạn. Cái thịt bò nó dễ chín nên mình chỉ cần xào nhẹ qua lại cái là nó xong nha các bạn. Chứ mình bỏ vô trước cái thịt bò mình xào các bạn là nó bị dai, nó không ngon hơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ phở vô mình xào cái nữa là xong rồi các bạn. Đây, phở. Mình có chuẩn bị là một chén nước bột bắp các bạn. Các bạn có bột bắp hay bột béo cũng được. Mình sẽ đổ nó vô các bạn. Mình các bạn biết đổ này vô một chiếc bạn nên cho mình xào các bạn. Nó sẽ có cái nước nó sạch sạch đó các bạn, nó sẽ rất là ngon. Còn mình không có cái bột bắp hay bột béo gì vô thì nó khô, nó không có cái nước sạch sạch các bạn, nó sẽ không ngon hơn. Đây các bạn, mình đã xào chín rồi nè các bạn. Cái thịt bò nó vừa chín nó rất ngon các bạn. Còn cái nước các bạn thấy không, nó sạch sạch vậy nè các bạn, nó sẽ rất là ngon các bạn. Các bạn thấy cái nước nó sạch. Còn cải thì mình đã chần qua rồi các bạn, nó rất xanh rất ngon. Còn phở thì mình đã có thêm nước tương vô, nó rất là bùi, rất ngon các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra dĩa các bạn. Đây các bạn, các bạn thấy cái dĩa phở xào thịt bò khá là ngon các bạn. À, có cải, có củ cải đỏ, gốc hành đó các bạn. Đây thịt bò, phở khá là ngon các bạn. Này, thịt bò là nó không bị dai các bạn. Mình xào cải trước mình hãy bỏ thịt bò vô sao các bạn. Đây nè bạn, đủ màu sắc khá đẹp bạn, mùi rất thơm. Bây giờ mình mời bạn cùng ăn mình nha mọi người. Cái dĩa phở xào thịt bò mình đã xong bạn. Cách làm cũng khá đơn giản. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mua nguyên thịt bò về mình tự làm hết, còn không thì mình qua bên tiệm bán phở các bạn. Mua cỡ khoảng 20.000 phở nhờ người ta trụng luôn, còn thịt đó người ta có sắc sẵn mỏng về người ta sẽ sắc nó sẽ ngon hơn mình các bạn, đẹp hơn mình. Khi về nhà mình biết sắc, mình sắc nó bự quá mình xào nó sẽ rất dai các bạn. Còn cái đó là phở tươi, còn mà phở khô á thì về mình trụng nó hơi lâu bạn, trụng có 5 phút. Còn phở tươi thì mình trụng có 2 phút bạn. Rồi mình sẽ ướp cái nước tương vô nó sẽ rất là ngon. Còn thịt bò thì mình chỉ ướp nhẹ nó miếng hạt bim là được bạn. Rồi cải thì mình sẽ chần nó qua nước sôi. Đó xong các bạn. Đây cái này mình làm ăn sáng rất là tốt luôn mà, rất ngon các bạn. Cũng khá nhanh chứ cũng không có lâu các bạn. Mình thêm vô miếng bột bắp, cái thứ nhất nó thơm các bạn, cái thứ hai là nó sạch sạch các bạn, nó có nhựa nó mình ăn rất ngon. Rất là đơn giản các bạn. Đây mời bạn ăn mình nha. Cái cọng phở nó không có nhão đâu nha các bạn. Tại phở tươi nữa các bạn, rất bóng, rất mềm, rất ngon các bạn. Quá là ngon. Chào thịt bò trước là nó sẽ không có được mềm như vậy các bạn, nó sẽ dai nha các bạn. Rồi mình thêm vô một miếng bột năng cũng được bạn, còn thôi bột béo á, bột bắp các bạn, nó sẽ thơm với nó sẽ sệt, nó có nhựa như vậy bạn, còn thôi nó khô mình ăn sẽ không ngon bạn. Rất là ngon bạn.
mà cái cục phở thì sao, hồi nãy nó không có gãy mà giờ nó bị gãy đó bạn, bị gãy rồi. Bạn về làm thử món này khá là ngon bạn, mình ăn miếng mình thấy ngon quá. Bạn thấy cọng cải rất là xanh, rất là ngon bạn, cũng thật là vừa đồ ăn mình luôn. Mình mà biết mình bỏ thịt cho mình xào trước là nó sẽ không ngon bạn. Nêm khá là dễ bạn, khá là đơn giản. Còn phở rất là ngon luôn ạ. Sao nó bị gãy cúc cái này. Rất là ngon này. Tính đẹp chén nước tương hơi cắm mà nó vừa ăn bạn, rất ngon. Nãy mình mua tới 10.000 phở hơi nhiều nên mình đã bỏ bớt lại. Còn thịt bò thì mình mua tới nửa ký lô luôn nè. Khá là ngon bạn ơi. Vừa miệng ăn luôn. Nhưng cái cọng phở bạn mình có thấy mà nước tương nó ngon quá. Khá ngon bạn. Ngon gấp 10 lần hủ tiếu cà. Thịt bò cũng khá dễ ăn. Mình có thể xào thịt gà bạn. À thịt heo. Do mình đã đem ra vậy trước hết các bạn nên mình xào nó rất nhanh, rất là đơn giản. Khi mà mình xào nó sẽ không thấm nên mình đã đem ra vậy trước hết với cái phần như phở, thịt bò đó các bạn. Nên chỉ có việc là mình bắt lên mình dằn nhẹ một cái hạt nêm lại cái nữa là xong bạn. Có dầu hào thì càng tốt, còn hơi nước tương mà mình thấy xài nước tương cũng khá là tốt bạn. Là nó đã ngon tuyệt đối luôn bạn. Thấy đơn giản nhưng mà ngon thật sự bạn ơi. Rất ngon. Cái món thảo cà mình ăn nó sẽ không bị ngán bạn. Chỉ bỏ 1-2 đậu rau thì vô là mình ăn nó rất ngon, mình khi mình bỏ nhiều quá nó ăn bị ngán bạn. Cả thìa này là lắm, ngon lắm bạn.
rất là ngọt. Hai giờ chiều rồi mà còn hầm quá bạn. Lúc này trời nắng mà không có gió mà. Giờ cũng chuẩn bị qua tháng 3 rồi. Bữa nay là 20 hay gì rồi. Nên trời hầm này chuẩn bị mưa các bạn. Mưa đầu mùa rất là hầm. Đây bi lô các bạn. Là vợ mình quay cho mình bi lô uống các bạn. Chúng ta được hưởng uống cà phê không ạ. Bây giờ mời bạn uống Milo mình nha. Ngon quá bạn. Chào phở không cũng ngon bạn, ngon thiệt. Chè bột ngọt cũng không chè đường luôn bạn, chỉ hạt nêm và nước tương thôi, nhưng mà nó rất là vừa ăn rất ngon bạn. Bạn làm thử ngon, làm ăn sáng là khá là ok luôn bạn, tuyệt vời, ngon bổ dưỡng. Mà thấy vậy chứ làm cũng rất là nhanh đúng không bạn. Các bạn xào phở không cũng ngon nữa, chỉ rau củ thôi. Hầm quá. Mà mình đi vô bạn. Quá trời hầm à. Cái video của mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Cô dì chú bác anh chị và mọi người xem video của Cường á, thấy video của Cường hay á và hữu ích á, thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp Cường nha, để cho mà mình có thêm nhiều động lực mới để ra thêm nhiều cái video về nấu nướng ẩm thực mới hay hơn gửi đến cho mọi người. Cường hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo của Cường nha.